Chap 104, Cao Võ xuyên không đến vạn năm sau. Triệu Khang Thái dẫn đội lần này không nói nhảm nữa, thân hình hắn lóe lên một cái liền chạy lên bậc thang lên núi, đám sinh viên nhao nhao đuổi theo. Tất cả bọn họ đều có thực lực võ giả cấp 6, lúc này ai ai cũng khai hỏa toàn bộ tốc độ, đoàn người hóa thành từng đạo bóng trắng xông lên núi. Các du khách bình thường leo núi chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ còn có thể nhìn thấy những bóng lưng màu trắng dần dần nhỏ đi. Ở trong mắt người bình thường, trang diện này không thua gì hình ảnh trong phim, cả đám kinh hô không ngừng liên tục cảm thán. Lục Thánh cũng là một trong những bóng trắng đó, nhưng hắn lại bước đi rất tùy ý. Tuy nhiên tốc độ của hắn vẫn nhanh đến mức dọa người, thậm chí hắn còn cảm thấy những người khác đều quá chậm. Lục Thánh dứt khoát không đi theo dòng người mà một mình đi trước một bước. Sau khi chạy mấy chục phút, Triệu Khang Thái dẫn đội dừng bước lại quay đầu đếm xem có ai bị tụt lại phía sau hay không. Dừng lại, điểm danh ở đây trước. Hắn chỉ tay nheo mắt đếm một lần, 1, 2, 3, 4, hình như đều theo kịp rồi. Bỗng nhiên Triệu Khang Thái giật nảy, Lục Thánh đâu rồi, Lục Thánh của trường chúng ta đi đâu rồi, chẳng lẽ hắn không theo kịp chúng ta sao? Có một sinh viên đang thở phù phù, lau vội mồ hôi đang nhễ nhãi trên trán rồi kinh ngạc nói. Lục Thánh tại 20 phút trước đã chạy qua người rồi, thầy không nhìn thấy sao? Ách, Triệu Khang Thái vô cùng bất ngờ. Hắn ngẩng cao đầu nhìn xem những bậc thang kéo dài thẳng lên núi mà cảm thán, không thể nào. Cùng lúc này có hai huynh muội khác cũng đang leo lên núi. Sư huynh phía trước đột nhiên bảo, Tiểu Vân dừng lại một chút. Trên thềm đá không một bóng người, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng leo lên. Trước đó hai người này hành tẩu như vượn, mỗi một bước đi đều ít nhất có thể vượt qua khoảng cách 7-8 mét. Phải biết rằng nơi này cũng không phải là đất bằng, mà là thềm đá có độ dốc không nhỏ. Một bước kéo dài gần 10 mét mà không phải võ giả có thực lực mạnh mẽ thì căn bản không thể làm được. Nữ sinh mặc một thân võ đạo phục màu trắng, dáng người cao gầy, hình thể cân đối, mái tóc thật dài buộc đuôi ngựa sau đầu. Lộ ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bởi vì một đường leo núi mà toát ra không ít mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn này hơi chút phiếm hồng, càng lộ ra làn da nhẵn mịn tựa như hồng ngọc thượng đẳng bị sương sớm che kín. Nghe thấy tiếng gọi, nữ sinh có chút ngạc nhiên, nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta lại đi lên. Người kêu lại nữ sinh là một nam nhân trắng niên mặc võ đạo phục giống với nữ sinh, khuôn mặt góc cạnh. Nữ sinh không hiểu, một bên điều chỉnh hô hấp một bên dò hỏi vì trong đầu toàn là những dấu hỏi chấm. Sư huynh, ta vẫn còn dư lực sao, chúng ta không một hơi xông lên luôn? Nam nhân trắng niên cười nói, ngươi lần đầu tiên tới Võ Thánh Sơn nên có chút không hiểu quy củ, ta sẽ nhân cơ hội này nói cho ngươi biết. Trên mặt nữ sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Quy củ á, quy củ gì chứ, leo núi mà còn có quy củ sao? Lúc này bọn họ đã đứng gần 1/3 đỉnh núi, du khách bị cấm đi lại, bốn phía có các đám mây mù mịt lượn lờ, thềm đá dựng thẳng lên trời. Cho dù không có lệnh cấm thì cũng không phải người bình thường hay thậm chí là võ giả bình thường có thể leo lên được. Từ chỗ chúng ta đi lên muốn đạt tới đỉnh núi có tổng cộng 5 cái thềm đá. Nam nhân trắng niên quét mắt nhìn chung quanh chỉ vào mây mù mênh mông nói, nhưng chúng đã bị mây mù bao phủ làm cho ngươi nhìn không thấy. 5 bậc thềm đá này được gọi là đường lên trời, có ý tứ một bước đăng thiên. Hơn 200 năm trước, võ thánh cấp 9 Chu Phúc Hải của Long Quốc chúng ta đã vì hậu nhân mà mở ra một cái đăng thiên lộ, từ xưa đến nay chưa từng có. Nữ sinh tóc đuôi ngựa nhịn không được liền giơ một ngón tay rồi cắt ngang lời nam tử tráng niên, sư huynh, ngươi nói chuyện có thể chọn trọng điểm hay không? Những thứ này ta đều biết à, ngươi có biết cha ta bình thường đều nói ngươi như thế nào không? Ngài nói ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện quá lề mề, làm việc quá chậm chạp, không giống như đàn ông. Nam tử kia nghe câu này liền gãi gãi đầu có chút ngại ngùng, ta muốn cho ngươi khôi phục thể lực nhiều một chút vậy mà ngươi lại chê ta rong dài. Được rồi, ta sẽ trực tiếp chọn trọng điểm nói cho ngươi. Lúc trước tiền bối Chu Phúc Hải đã ở đây, lấy thiên hỏa luyện thân, lấy thiên lôi rèn thể, lấy tinh thần lực cảm ngộ thiên địa. Từ đó đột phá võ thánh, cho nên cả tòa võ thánh sơn này đều còn sót lại khí cơ võ thánh. Nam tử tiếp tục giang hai tay tâm đắc mà nói tiếp, phàm là võ giả có tuổi tác dưới 30 tuổi tới đây, nếu như thiên tư đủ mạnh, khí huyết đủ vượng, vận khí đủ tốt thì có thể một hơi đi hết đăng thiên đạo. Và sẽ có thể dẫn động khí cơ mà tiền bối Chu Phúc Hải lưu lại nơi đây, hình thành dị tượng kỳ quan cực kỳ hiếm thấy. Đôi mắt đẹp của nữ sinh tóc đuôi ngựa sáng lên nhanh chóng hỏi, dị tượng gì vậy, nó như thế nào? Nam tử trắng niên đang suy nghĩ nên miêu tả như thế nào. Đúng lúc này trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng rít dài xuyên đá phá mây. Nữ sinh tò mò khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dưới tiếng rít này, một tầng mây mù chung quanh đỉnh núi liền bị một luồng khí cơ nào đó dẫn dắt mà cuộn lại, hiện ra dị tượng như sóng chiều bắt đầu khởi động. Không chỉ như thế, hai người này thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng rào rào, tựa như sóng lớn cuồn cuộn vai đập vào đá ngầm. Một màn này có chút kỳ dị chấn động, nữ sinh tóc đuôi ngựa lập tức bị chấn kinh kìm lòng không được mà phát ra tiếng thán phục. Đúng, chính là dị tượng này, nam nhân trắng niên quả quyết nói, mây mù lật cuốn sóng lớn đập đá ngầm. Người có thể dẫn động dị tượng bực này thì ngày sau tỷ lệ tấn thăng tông sư sẽ lên tới 9/10. Nam nhân trắng niên còn chưa nói xong thì lại có một tiếng rít dài vang lên. Mây mù trên đỉnh núi cuồn cuộn càng sâu, tiếng sóng chiều ào ào cũng càng thêm vang dội. Hai tiếng rít dài kia phảng phất như mồi lửa cho kế tiếp, đó là tiếng rít càng dài hơn vang lên liên tiếp, cơ hồ đã phân biệt không ra. Rốt cuộc là tiếng rít dài nào đã dẫn động dị tượng,
hai người này chỉ có thể nhìn thấy mây mù cuồn cuộn không thôi, tiếng sóng chiều, trận trước lớn hơn trận sau. Lúc này bọn họ dường như không phải thân ở trong đám mây, mà là đang ở tại bờ Đông Hải, đứng trên đá ngầm nhìn xem sóng lớn cuồn cuộn. Nam sinh kia tận mắt chứng kiến cảnh này thì há hốc mồm miệng thốt lên, ôi chúa ơi. Đồng tử nam nhân trắng niên co rụt lại thốt ra, sư muội lần này ngươi có nhãn phúc rồi. Nữ sinh tóc đuôi ngựa còn chưa hiểu được ý tứ của nam tử trắng niên, thì dây tiếp theo đã thấy bên trong sóng mây cuồn cuộn. Ba con cá voi màu trắng khổng lồ uy nghiêm hoàn toàn do mây mù tạo thành chậm rãi hiện ra. Ba con cá voi to lớn màu trắng lần lượt xuất hiện tại ba bên đỉnh núi, khẽ mở miệng lớn thổi ra gợn sóng màu trắng, mắt thường có thể thấy được. Ba con cá voi trắng đang không ngừng thét dài, đầu đuôi chập chờn tạo thế chân vạc tranh phong với nhau. Nam nhân trắng niên không ngừng thán phục còn phát ra âm thanh chật chật. Đại lãng phách đá ngầm, bạch kinh trưng minh thanh, loại dị tượng có quy cách cao nhất này vậy mà một hơi xuất hiện ba cái. Sư muội chúng ta lần này có thể chứng kiến lịch sử. Nữ sinh tóc đuôi ngựa mang theo vẻ mặt khiếp sợ cùng tò mò hỏi, sư huynh, dị tượng quy cách cao nhất là có ý gì? Từ khi Võ Thánh Sơn xuất hiện tới nay, số người có thể dẫn động dị tượng bạch kinh trường minh thanh không vượt qua 100 người. Trong đó có hơn 20 vị là cường giả đại tông sư cấp 8 và 4 vị là võ thánh cấp 9. Nam nhân trắng niên giải thích chỉ về phía đỉnh núi, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi nói xem đó là ý vị như thế nào? Điều này có nghĩa là trên đỉnh núi sẽ ít nhất có 3 vị trong tương lai có thể trở thành cường giả võ thánh cấp 9, là thiên chi kiêu tử chân chính. A. À, nữ sinh tóc đuôi ngựa vừa hít vào một hơi thật sâu vừa kinh ngạc hỏi lại, sư huynh, ý của ngươi là đại hội võ đạo lần này có khả năng sinh ra 3 vị võ thánh sao? Nam nhân trắng niên trầm tư, ta cũng không hề nói như vậy. Bọn họ chỉ là có được võ thánh chi tư mà thôi, chứ cũng không phải tất thành võ thánh. Nhưng cái này cũng đủ rồi không dậy nổi, 30 tuổi một, nhưng mà như vậy cũng quá kinh người rồi. Bởi vì bọn họ dưới 30 tuổi mà đã có thể nhìn thấy hy vọng có thể đột phá võ thánh cảnh. Còn những người khác thì ngay cả tia hy vọng này cũng không thấy đâu. A ha, nữ sinh tóc đuôi ngựa giật mình một cái, sau đó sắc mặt nàng liền trở nên hưng phấn. Sư huynh ngươi thật rong dài, ta cũng muốn thử xem nói không chừng ta cũng có thể gọi ra cá voi trắng thì sao. Ha ha, vút. Bên tai hai người đột nhiên vang lên tiếng gió sắc bén, giống như mũi tên nhọn xẹt ngang bầu trời phát ra âm thanh. Âm thanh này là từ phía dưới núi truyền đến, từ xa đến gần. Nữ sinh tóc đuôi ngựa và nam nhân trắng niên theo bản năng nhìn lại. Bọn họ chỉ mới nhìn thoáng qua một cái thì đồng tử của hai người lập tức co rụt lại, chỉ thấy trên thềm đá mà lúc trước bọn họ đi qua, đang có một đạo nhân ảnh nhanh chóng lao lên núi. Tốc độ của đạo thân ảnh này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hai người căn bản không thể bắt được hình dáng cụ thể của đối phương. Chỉ có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ trên thềm đá không ngừng hướng ra hai bên, hiển lộ ra một đường chân không. Một màn này giống như một cây kéo sắc bén cắt nhanh qua tấm vải trắng như tuyết vậy. Tựa như cùng phong quán cảnh, hai người hoa mắt và cảm giác như có thứ gì đó lướt qua người mình. Lúc quay đầu nhìn lại thì trên đăng thiên đạo, đạo nhân ảnh kia đã như bão táp tiến vào, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nữ sinh tóc đuôi ngựa mở to hai mắt thần sắc chấn động lẩm bẩm nói, sư huynh, người này có tốc độ quá nhanh. Chữ nhanh trong miệng nữ sinh còn chưa nói ra khỏi miệng thì đạo thân ảnh kia đã leo lên đỉnh núi. Mây mù trên đỉnh núi lập tức di động ra xung quanh, một vòng mây trắng cực lớn chảy ra bốn phía. Sau đó có một đạo âm thanh giống như tiếng long ngâm hổ khiếu xông thẳng lên trời cao. Sóng âm vô hình khuếch tán ra, dưới làn sóng âm thanh này biển mây mênh mông ầm ầm dậy sóng, mây mù xôi trào tụ hội lại với nhau. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảnh tượng bàng bạc khó có thể tưởng tượng lặng lẽ hiện ra. Mà nữ sinh tóc đuôi ngựa cùng nam nhân trắng niên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong đầu bọn họ liền kêu ong một cái, rơi vào trạng thái trống rỗng. Một con rồng vàng khổng lồ rực lửa lao đến chỗ ba con cá voi kia. Hả? À, tên nam sinh không dám tin vào mắt của mình, đó là thần long, là thần long đang đỉnh thôn phệ vạn vật. Thì ra truyền thuyết đó là thật a, à, chân long hiện thế. Ban đầu tốc độ của lục thánh cũng không tính là nhanh, chỉ là tùy ý leo núi. Nhưng sau khi hắn đem mọi người bỏ lại phía sau và tiếng ồn ào bên tai đi xa, trên thềm đá mây mù dày đặc khó thấy bóng người. Hắn nhìn quanh bốn phía xương cốc u tĩnh, không một con chim ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng ngọn núi khổng lồ trong mây mù mênh mông lượn lờ. Có loại cảm giác khó hiểu từ đáy lòng hắn sinh ra. Giờ khắc này, dường như cả thiên địa chỉ còn lại có một mình Lục Thánh, duy ngã độc tôn, tự nhiên hô hấp pháp hoạt động một cách tự nhiên. Lục Thánh giống như bắt được cái gì đó mà như có điều suy nghĩ, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Hắn cũng không có sử dụng phong chi hô hấp pháp, cũng không có vận dụng pháp tứ cảnh, chỉ là đơn thuần sử dụng phương thức đơn giản chất pháp là chạy bằng chân. Tự nhiên hô hấp pháp đã bị Lục Thánh vận hành trôi chảy tự nhiên hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Đến cuối cùng cả người Lục Thánh đều rơi vào trạng thái kỳ diệu, phảng phất như không phải hắn đang vận chuyển tự nhiên hô hấp pháp, mà là tự nhiên hô hấp pháp đang chủ động đưa hắn lên như diều gặp gió. Lục Thánh cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng kỳ lạ. Lúc này tinh thần lực của hắn tự nhiên thả ra, cùng hết thảy mọi thứ chung quanh mơ hồ dung hợp cùng một chỗ. Chung quanh nam thanh niên Lục Thánh là biển mây cuồn cuộn, sóng to gió lớn, sóng chiều liên miên không dứt, còn có một con rồng khổng lồ đang bắt lấy ba con cá voi kia. Thanh niên vô cùng tò mò, đó là thứ gì đó?
Vừa rồi ba con cá voi, bây giờ là một con rồng, đây là nghi lễ chào mừng sao? Nhìn thấy con rồng lớn khổng lồ trước mặt đang nhìn mình, Lục Thánh thắc mắc tập 2, đây là... Thanh niên nhanh chóng cảm nhận được nó đang đánh sâu vào ý chí võ đạo của mình, khí thật cường đại. Cùng lúc này ở bên trên đỉnh núi, đám người nghị luận kịch liệt. Hắn có thể dẫn động dị tượng bách kình tề minh. Ngay cả song tử của võ quán cực đạo và thánh miêu của võ quán siêu việt đều không bằng hắn. Đám người nhìn về phía Lục Thánh không rời mắt, trong lòng tất cả đều có chung một thắc mắc. Rốt cuộc hắn là tuyệt thế yêu nghiệt từ nơi nào thoát ra? Thiên lãng tụ điệp, thần long đang đỉnh, vạn vật thần phục. Thanh niên Lục Thánh hiên ngang bước đi phía dưới, rồng vàng uốn lượn bay theo trên đỉnh đầu. Lão già vuốt râu cảm thán, thiên lãng tụ điệp, bách kình tề minh. Tích Vân Sơn từ khi nào xuất hiện qua loại dị tượng bàng bạc như vậy? Lão hủ ở Tích Vân Sơn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây là hiện tượng trong truyền thuyết bàng bạc. Lão già liền ra lệnh cho đám đệ tử, mau đi điều tra một chút, hắn rốt cuộc là ai? Một tên đệ tử liền cúi đầu chắp tay đáp vâng một tiếng. Trong lúc thanh niên Lục Thánh hiên ngang bước qua thì tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào. Bọn họ thảo luận sôi nổi, bàn luận kịch liệt, nghịch thiên, thật sự là nghịch thiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vậy, ta sẽ cho rằng đây là võ thánh đích thân tới. Một tên trong đám đông nhìn Lục Thánh hình như đã nhận ra gì đó. Không đúng, trang phục trên người hắn mặc chính là. Ngay lập tức tên kia méo mặt mà thốt lên, trên người hắn mặc võ đạo phục có huy hiệu của Thánh Võ Đại thứ 7. Nhưng Thánh Võ Đại thứ 7 từ bao giờ sinh ra một tên quái vật như vậy, thật khó có thể tin nổi a, à, không lẽ là võ thánh đại nhân? Thanh niên Lục Thánh đang bước đi nghe được mấy câu này thì bất ngờ dừng lại. Lục Thánh liếc nhẹ một cái, ánh mắt đầy sắc khí của thanh niên làm cho những vị đệ tử của các võ quán đều mang thần sắc hoảng sợ. Ánh mắt không rời khỏi Lục Thánh một lát, vừa thảo luận vừa tranh nhau hỏi thăm thân phận của Lục Thánh. Trên áo của Lục Thánh phía sau có hai chữ đệ thất. Một tên tóc cam gần đó khó tin, cái gì? Cái đại học đệ thất phế vật rác rưởi vạn năm kia lại có thể có loại quái vật này sao? Cô nàng bên cạnh tiếp lời, những võ thánh từng leo lên Tích Vân Sơn lúc còn trẻ, cũng chỉ dẫn đến dị tượng một hai con cá voi. Còn tiểu tử kia có tài đức gì mà lại có thể vượt qua gấp trăm lần võ thánh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một cô nàng đệ tử tóc xanh gần đó nhìn Lục Thánh rất quen mắt, ta nhận ra người trẻ tuổi này, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt mà Thánh Võ Đại thứ 7 cử ra năm nay. Hắn mới 18 tuổi đã phá kỷ lục cả 7 tòa tháp võ thánh của các thánh võ đại. Đoạn thời gian trước, hắn từng tạo ra oanh động không nhỏ ở toàn bộ kinh đô. Mặc cho đám người bàn tán, thanh niên Lục Thánh vẫn tiếp tục bước đi với hai mắt sắc lạnh, trong đầu đang toan tính điều gì đó. Đã kết thúc tập 104 của bộ truyện tranh Cao Võ Xuyên Không Đến Vạn Năm Sau rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.